Xin chào mọi người, hôm nay lại tiếp tục được gặp mọi người và mình lại gặp nhau. Thì không biết mọi người sao chứ mình là tuần hôm nay là tuần cuối cùng của mình để đi làm. Cuối năm rồi, xong tuần này mình sẽ được nghỉ ngơi. Thì chắc dịp Tết này á, mọi người ăn nhậu rồi xong quan hệ rồi tất niên rồi này kia nhiều lắm đúng không? Thì qua đây mình cũng muốn chia sẻ với mọi người á về cái các mối quan hệ trong cái ngành này nè. Thì ngành này nó cũng hơi đặc thù, nó khác hết mấy ngành khác một tí xíu, là cái chuyện mà các quan hệ nó có cần, nói chung là nó quan hệ có cần phải là đi ăn nhậu hay là cái này cái kia hay không. Hoặc là nếu một người mà sống kiểu như nội tâm á, ít thích quan hệ nhiều á, thì họ có thể thành công trong cái ngành này hay không. Thì mình sẽ lấy một vài ví dụ, vì hồi cái mình học ngành xây dựng á nên quan hệ rất là nhiều, và học xây dựng thì ăn nhậu này kia nên mình thấy mấy cái đó mình không chịu nổi. Ví dụ như ăn suốt ngày ăn nhậu hay là gì đó thì nó không hợp tính cách với mình, nên mình chuyển qua sang ngành này. Thì ngành này rất là thoải mái, và cái chuyện là cách mà mình sống á, ví dụ như là đi đi nhậu hay này kia, nếu bạn không đi nhậu được thì mọi người cũng rất là vui vẻ không sao hết, vì trong cái ngành này cũng rất là nhiều người không biết nhậu đó. Thì khi bạn vô môi trường đó thì nó sẽ phù hợp với bạn hơn, hoặc là cũng có những người nhậu rất nhiều thì mình có cần phải giao lưu, hay là ví dụ như bạn vô, bởi vì cái này nó có rất là nhiều thành phần á, nếu bạn vô cái nhóm mà mọi người ăn cứ đi chơi đi du lịch rồi này kia, hoặc là đi ăn đi nhậu miết á, bạn không tham gia thì nó có ảnh hưởng tới cái công việc làm của mình hay không. Ví dụ như là mình không có được kết nối với shop á, ví dụ như shop rủ đi chơi mình không đi luôn thì có bị sao, có bị đánh giá hay là có những cái này cái kia, thì nó không ảnh hưởng gì hết nha. Nói chung nếu mà có ảnh hưởng á thì nó ảnh hưởng cũng ít thôi, bởi vì ngành này á, cái chuyện mà bạn vẽ đẹp vẽ xấu thì ai cũng biết hết. Bạn vẽ trong công ty, trong cái lúc bạn vẽ thì có biết bao nhiêu người, người ta đi qua đi lại, hay là những người trong team á, người ta biết bạn vẽ như thế nào. Nên cái chuyện mà ví dụ như bạn vẽ đẹp đi, mà bây giờ shop đánh giá bạn vẽ xấu thì rất là nhiều người, người ta sẽ không đồng tình với chuyện đó. Chứ không phải là các cái ngành khác, ví dụ như làm việc trên giấy tờ hay là làm việc gì đó, nơi đó chỉ có mỗi shop với bạn, nên khi bị đánh giá rồi á thì mọi người không có hiểu được là trong công việc bạn như thế nào. Hoặc là trên mạng cũng vậy, ví dụ như trên trên mạng có rất nhiều người thấy được cái tác phẩm của mình, hoặc là cái tác phẩm của mình được thi mà thế giới công nhận luôn đi, bạn lãnh giải trong mấy cái cuộc thi rồi đi, thì giờ shop cơ bản vẽ xấu đi thì ai mà tin đó đúng không. Nên cái chuyện mà quan trọng nhất của mọi người á là vẫn là tập trung vào cái kỹ năng của mình, mọi thứ của mình thật là tốt đi thì mình sẽ công việc của mình nó sẽ thăng tiến lên. Mà mình thấy cái ngành này nó có các shop cũng rất là thoải mái, không có cái kiểu mà mày không giao thiệp tốt với tao hay là cái gì đó thì tao sẽ đì mày hay này kia. Hồi giờ mình cũng đi làm nhiều công ty rồi và nó không bao giờ có chuyện đó. Nên nếu mà bạn nào xui hay là gì đó gặp vô mấy cái trường hợp đó thì mình cũng nên lạc quan lên, không sao hết nha. Đó, cái phần mối quan hệ thì nó cái đó là mình nói về phần không ảnh hưởng. Còn có cái phần ảnh hưởng á, nó sẽ như thế nào? Ảnh hưởng là ví dụ như thực ra trong các bữa nhậu hay là bữa chơi đi ăn uống gì đó cũng được, nếu bạn không tham gia thì nó sẽ có một số thiệt thòi, là ví dụ như là trong cái bữa chơi đó đi thì có bạn bè đồng nghiệp hay là có các shop đó, thì thường sẽ nói về chuyện này chuyện kia, đôi lúc là sẽ nói tới phần công việc hay là người ta chia sẻ những cái kinh nghiệm gì của người ta đó.
thì mấy cái đó nó cũng sẽ giúp ích cho mọi người. Nếu mà mấy bạn chưa có kinh nghiệm á thì mình nghe được, mình học hỏi được cái gì đó thì được, thì cái đó nó rất là lợi luôn. Thì mình không có đồng tình cái chuyện là vậy bắt buộc cứ mỗi lần đi nhậu là mọi người phải theo để nghe học hỏi gì hết. Nếu bạn cảm thấy không có cái đó, bạn tự học được thì cũng tốt, không chả sao. Còn đó là quan hệ trong công ty, còn có những cái mối quan hệ ở ngoài công ty nữa, nhất là cái artist á. Artist là hay bị nhất, là cứ biết cái công việc của mình không, cắm đầu rồi xong về chơi game hay cái gì nữa đó là xong cái cuộc sống á. Cái mối quan hệ nó ra bên ngoài nó rất là ít. Với lại artist thường hay bị một cái là ngại giao tiếp rồi này kia, nên thường các cái cơ hội việc làm á nó mở rộng cho mọi người ít. Bây giờ ví dụ mình nói là bây giờ bạn có những cái mối quan hệ lớn hơn, rộng hơn, thì ví dụ như có những cái công ty nào mới ra họ cần lập một team đi, họ trả lương rất là cao đi, thì có phải nếu mà bạn quan hệ rộng hay là gì đó thì thằng bạn của mình á nó có biết được cái cơ hội đó thì nó sẽ rủ mình hoặc là những người ở công ty khác. Một công ty sao bằng nhiều công ty biết được, đúng không? Thì khi mà nó biết được cái đó nó sẽ rủ những người quen. Cái vấn đề khi làm việc á, người ta không cần cái người giỏi thiệt giỏi, người ta cần những người mà đồng đội kế bên á, đồng đội là những người chơi chung á, nên là họ sẽ tìm đến bạn, rủ bạn qua một công ty mới. Cái đó cơ hội việc làm rất là tốt đó, thì mình sẽ lợi được công cái phần cơ hội về việc làm. Hay là có những cái lúc mà làm việc freelance đây, freelance bây giờ có một thằng bạn mà nó nhận được một công việc nhiều, mà cái công việc đấy cần 5-6 người đi mới làm, mới nhận được cái job đó. Nhưng mà mọi người thì cứ làm mà không có mối quan hệ, cuối cùng nó kêu những thằng khác, nó không kêu mình, thì mình mất mất cái cơ hội mà đỡ làm việc chung như đó, mất mất cái cơ hội kiếm tiền thơm. Thì đó là những cái thứ mà mình gọi là cần phải quan hệ đó, chứ tự một mình làm thì không được. Hoặc là tự một mình làm cuối cùng cần nhiều việc hơn, cuối cùng hỏi ra giờ cần ai làm thì mình cũng chả biết ai có thể làm được những công việc đó. Đó, nó có rất là nhiều. Nên cuối năm rồi thì mình thấy những cái đó nó có mặt tốt và mặt xấu, mặt tốt và mặt không tốt, chứ nó cái quan hệ nó chả có gì gọi là xấu hay không, nói chung là tùy vào mỗi người. Nhưng mà theo mình á thì mình vẫn khuyên mọi người thì nên có một cái mối quan hệ nào đó nó nhiều hơn, nói chung càng nhiều càng tốt, để mình còn xây dựng cộng đồng, mình còn phát triển nữa, chứ còn lại tự bản thân một người á nó khó lên lắm, vì cái này là y như là điểm yếu của artist luôn á. Đa phần mọi người là hay hay bị sống nội tâm hoặc là có chơi một nhóm nữa, nên mà một nhóm đó là một nhóm rất là nhỏ, ít người lắm, ngại đi gặp người này, ngại đi gặp người kia, mình cũng là như vậy thôi. Nhưng mà mình thấy cái đó nó không có tốt á, nên mình thay đổi, làm dần dần lên. Nên mình cũng muốn là các bạn cũng như vậy, nếu bạn thấy đồng tình với mình thì làm, còn không thì cứ giữ cái cách sống riêng của mình. Nói chung cái đó vẫn được, không sao hết nha. Nói chung là cái công việc của bạn nó vẫn sẽ phát triển nếu như cái kỹ năng của bạn giỏi. Rồi, cảm ơn mọi người. Hôm nay thì mình chỉ đầu năm, cuối năm chứ, thì mình chỉ muốn nói sơ vậy thôi, chứ không muốn mọi người phải suy nghĩ nhiều chuyện cuối năm, công việc nhiều rồi. Vậy nha, làm sao làm, ăn nhậu cũng nên nhớ giữ sức khỏe. Bye bye mọi người. Chúc mọi người, mà câu chúc này chúc hoài, nói chung là chúc mọi người tuần mới vui vẻ đi. Học tập gì nữa, chơi bời chứ học gì tầm này. Bye bye, cảm ơn mọi người.